Đạo quý Tuấn Vũ Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục trí tuệ của nhân. Trong chuyên mục trí tuệ của nhân ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với bài chia sẻ 5 lời khuyên của cổ nhân giúp bạn xoay chuyển cục diện, biến nguy thành an khi vận khí đi xuống. Thưa quý vị và các bạn, ai cũng biết rằng một sự thật hiển hiện đó là cuộc sống của chúng ta không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, sẽ luôn có thăng trầm. Vì vậy, đừng nản lòng khi gặp khó khăn, vận khí may mắn của mình đi xuống. Nhắc đến Quỷ Cốc Tử, có lẽ chúng ta đã rất quen thuộc với nhân vật huyền bí này. Quỷ Cốc Tử là nhà chiến lược, quân sự, chính trị, ngoại giao. Thuật tung hoành do ông sáng lập có ảnh hưởng rất lớn đến các thế hệ hậu nhân. Các đệ tử của ông là Tô Tần và Trương Nghi đều là những tên tuổi lớn, là các nhà dụng thuật tung hoành nổi tiếng vào thời chiến quốc. Quỷ Cốc Tử tin rằng, đối với những người muốn đạt được những thành tựu trong cuộc sống, thì ngoài năng lực ra, việc nắm bắt thời cơ, cơ hội là điều không thể thiếu. Nếu một khi vận may, tài lộc hiện tại của bạn không tốt, bạn nên chờ đợi thời cơ đến, đừng hành động hấp tấp, vội vàng. Ngay cả ngày nay, tư duy của Quỷ Cốc Tử vẫn rất hữu ích cho mọi người. Lãm Hồng Chính là một vị danh quan, đại văn hào thời nhà Tống. Ông làm tể tướng suốt 3 đời vua, nổi tiếng khoan dung độ lượng, nhân hậu nhưng cương trực. Mặc dù có địa vị cao như vậy, nhưng Lã Mông Chính xuất thân bần hàn, từng phải đi ăn xin, nếm trải đủ mọi khổ nạn, sau đó mới thi đỗ trạng nguyên. Dựa trên kinh nghiệm đã từng trải trong cuộc sống của bản thân, ông đã đúc kết lại 5 câu nói rất tâm đắc, là những lời khuyên, là bài học mà mọi người nên biết khi vận khí của mình không được may mắn, đang trên đà xuống dốc. Qua đó có thể giữ vững tâm thái, ý chí của mình để vận may quay trở lại. Sau đây, chúng ta cùng đến với 5 câu nói đó. Câu thứ nhất là: Phú quý thủy nhân bất dục, phúc lộc khải năng cưỡng cầu. Có ý tứ là giàu sang phú quý thì ai mà chẳng muốn, nhưng tài lộc làm sao mà cưỡng cầu được. Mọi người đều có mong muốn, hy vọng mình được giàu có và thịnh vượng, nhưng điều này không thể ép buộc. Sống chết có số, phú quý do trời. Nhiều điều trong cuộc sống là do số phận sắp đặt, và cưỡng ép một cách mù quáng sẽ chỉ làm bạn gặp thêm rắc rối, phiền phức mà thôi. Là một người mạnh mẽ, bản lĩnh, hãy luôn làm việc có trách nhiệm cao nhất và cố gắng hết sức của mình, còn thành quả thì đừng ép buộc. Ngay cả khi kết quả không như ý, chỉ cần chúng ta vẫn nỗ lực làm việc chăm chỉ, chúng ta sẽ luôn có một lương tâm trong sáng. Câu thứ hai là giao long vị ngộ, tiềm thủy vu ngư miết chi gian, quân tử thất thời, củng thủ ư tiểu nhân chi hạ. Có ý tứ là trước khi gặp rồng thì lặn lội giữa đàn cá và rùa, quân tử không gặp thời, thất thế thì phải hạ mình trước tiểu nhân. Nếu chưa biến thành rồng thì chỉ có thể lặn ngụp bơi lội dưới nước cùng cá và rùa. Nếu quân tử chưa gặp thời, gặp thế thì chỉ có thể hạ mình trước những kẻ tiểu nhân mà thôi. Để thành tựu một việc nào đó, chúng ta cần phải có tài năng và có vận may cơ hội chín muồi. Cả hai yếu tố này không thể thiếu để đạt được những điều tuyệt vời trong cuộc sống. Trước khi gặp thời gặp thế, hãy kiên nhẫn và không được buông thả bản thân. Phải tu dưỡng tích lũy nội lực, ý chí không bỏ cuộc. Khương Tử Nha chờ suốt 80 năm mới gặp Minh Quân là Chu Văn Vương. Đó mới là lúc gặp thời gặp thế để ông thể hiện tài năng của mình. Tư Mã Ý dùng kiếm một ngày nhưng mài kiếm cần 20 năm mới lật đổ Tào Ngụy, đặt nền móng cho con cháu lập nên nhà Tây Tấn, thống nhất Trung Hoa. Câu thứ ba là: Mã hữu thiên lý chi chỉnh, vô kỵ bất năng tự vãng, nhân hữu trùng thiên chi trí, phi vận bất năng đẳng thế. Có ý tứ là ngựa đi hành trình ngàn dặm, không thể không cưỡi. Con người có khát vọng cao xa, nhưng lại không thể tận dụng được vận may. Thiên lý mã là một loài ngựa có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm, nhưng nhẹ như lông hồng, chân không in dấu. Song phải nhờ có bá lạc mà thiên lý mã mới được phát hiện và trở nên nổi tiếng, là giống ngựa quý hiếm nhất trong dân gian. Con người ai cũng có ước mơ, tham vọng bay cao, bay xa. Nhưng nếu không có cơ hội thích hợp thì không thể thực hiện được điều đó.
Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, khi ở trong nghịch cảnh không được may mắn, thuận lợi, chúng ta không được quên rằng chúng ta không phải là người không có năng lực, tài cán gì, mà chỉ là chúng ta chưa gặp phải người biết trân trọng hoặc nhìn ra tài năng cùng với môi trường cho phép chúng ta phát huy tài năng của mình mà thôi. Vì vậy, hãy luôn bình tâm, tĩnh khí, nhẫn nhịn, trau dồi khả năng, chờ đợi thời cơ, ắt sẽ có ngày chúng ta được trọng vọng. Câu thứ tư là: Thiên bất đắc thời, nhật nguyệt vô quang. Địa bất đắc thời, thảo mộc bất sinh. Nhân bất đắc thời, vận hạn bất thông. Câu này có ý tứ là: khi trời không đủ nắng, trăng không sáng, đất không đủ tốt thì cây cối không mọc, người không gặp thời thì vận khí không hành thông. Vạn vật trên đời vô thường, không tồn tại vĩnh viễn, luôn luôn thay đổi. Trên trời có mây đen, ánh sáng từ mặt trời, mặt trăng sẽ bị che khuất. Mặt đất khi vào mùa đông băng giá, cỏ cây sẽ khó mọc. Khi vận khí của con người xấu thì mọi điều đều không như ý. Dù vậy, những đám mây đen sẽ có lúc tan biến. Ánh sáng từ mặt trời và mặt trăng sẽ lại được chiếu rọi. Khi mùa đông qua đi và mùa xuân đến, cây cối sẽ đâm chồi nảy lộc. Tương tự như vậy, nhân sinh chỉ cần một người thủ vững lòng kiên nhẫn để chờ đợi, sẽ đến lúc thời vận thay đổi theo chiều hướng tốt lên. Lúc đó mới có thể căng buồm đón gió, vượt sóng mà ra khơi. Và câu thứ năm là: Thời tao bất ngộ, trích nghi an bần thủ bân. Tâm nhược bất khi, tất hữu dương mi chi nhật. Câu này có ý tứ là: nếu không gặp thời, nên thủ vững tâm thần trong sáng, không trở nên giả dối, thì sẽ có ngày nở mày nở mặt mà ngắm nhìn ánh dương. Trong cuộc sống của chúng ta, khi vận khí chuyển biến theo chiều xấu đi, nhất định phải an phận thủ thường, giữ cho thân tâm luôn khiêm tốn, không được nóng nảy, hóng hách, kiêu ngạo. Chỉ cần trong lòng luôn vững vàng thì thời cơ luôn đến, sớm muộn rồi cũng sẽ đón nhận được những vận may, cơ hội mà cuộc sống đem lại thôi. Chiến thần Hàn Tín cũng đã luôn nuôi chí lớn, đã chịu đựng nỗi tủi nhục dưới đáy quần, vì biết rằng và tin rằng sớm muộn gì mình cũng thành công lập nên đại sự. Và sau khi theo phó tá Lưu Bang, Hàn Tín đã trở thành danh tướng bách chiến bách thắng, là khai quốc công thần nhà Hán. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng được đắc ý tắm mình trong gió xuân. Sẽ có lúc vận khí, may mắn của chúng ta đi xuống. Những lúc như vậy, hãy nhớ đến 5 câu nói của cổ nhân mà chúng ta vừa được biết ở trên. Đó sẽ là những lời khuyên quý giá, giúp chúng ta vượt qua lúc khó khăn và tìm lại vận may trong cuộc sống của mình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ 5 lời khuyên của cổ nhân giúp bạn xoay chuyển cục diện, biến nguy thành an khi vận khí đi xuống. Quý vị và các bạn yêu mến, hãy hoan hỉ like, share video và đăng ký ủng hộ kênh để luôn cập nhật những video clip về văn hóa nhân sinh từ Tranh Đá Quý Tân Phú Khánh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.